Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, gia đình hòa thuận, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của trạch chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một số điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Và yếu tố quan trọng nhất đó là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để xây được nhà hay không, ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không. Đầu tiên, ta sẽ xét đến kim lâu. Năm 2020 canh tí gia chủ 25 tuổi, theo cách tính này sẽ không gặp phải kim lâu. Xét đến hoang ốc, năm 2020 canh tí gia chủ 25 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ gặp nhất cát, sẽ rất tốt nếu làm nhà ở tuổi này, giúp gia chủ an cư lạc nghiệp, mọi việc hanh thông. Còn xét về tam tai thì người tuổi Đinh Sửu cần phải tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà canh tí theo cách tính thì gia chủ Đinh Sửu sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1997 Đinh Sửu nam mạng thuộc cung Chấn Mộc, nữ mạng thuộc cung Chấn Mộc, đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Đinh Sửu thuộc cung Chấn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh, người Chấn Mộc có bốn hướng tốt, đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên và Nam là Sinh Khí. Và bốn hướng xấu đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc và Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn của từng hướng nhà. Đầu tiên là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc. Lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Sửu xây nhà vào hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Thứ ba, đó là hướng đông gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành. Vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi 1997 Đinh Sửu nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tài phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà mà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Và hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét tới đó là hướng Tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Còn để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành và may mắn. Với nam mạng Đinh Sửu xây nhà hướng này gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Đinh Sửu cần xây nhà hướng này hết sức lưu ý đề phòng, phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trùng để hóa giải. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đầu mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu. Hướng tiếp theo là hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Người tuổi Đinh Sửu mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, mà lộ sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có phương án hóa giải tối ưu, nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù
phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch. Theo hướng dẫn, để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Và hướng tiếp theo chúng ta cần xét tới đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa can hướng tốn và tọa hợi hướng tỵ, vạn mộ lòng biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh, hợp hướng được duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam, gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới trong năm 2020 cũng không được gác cho lắm. Hơn nữa vào năm này thì sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới thì chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Sửu nam bạn xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Đinh Sửu đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu 1997. Trên đây Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Đinh Sửu trong năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị giải đáp. Đừng rời khỏi kênh, tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mệnh tuổi Đinh Sửu 1997. Với nữ mạng Đinh Sửu cung trấn xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí, và bốn hướng xấu đó là Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát, Tây Bắc Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ đến tuổi 1997 nữ mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta xét đến hướng Bắc, gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý phạm Tuế phá và Tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm thì phạm Tam sát cũng không nên xây. Nhà tòa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi thuộc sao cựu môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn.
Còn hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà Đại Cát. Vì vậy, những nhà tỏa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng bài làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Sửu xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mạnh hợp hướng, được sinh khí vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Thứ ba đó là hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa gì trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Lăng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Đinh Sửu nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng nên được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tay phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy vương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn vào tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Đối với nữ mạng Đinh Sửu xây nhà hướng này gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thực kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Đinh Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Và hướng tiếp theo là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu.
Thứ sáu đó là hướng đông bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đu thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Đinh Sửu mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, tuổi Đinh Sửu 1997 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng bắc rồi thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Hướng tiếp theo đó là hướng đông nam gồm ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo vào đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Đinh Sửu xây nhà hướng đông thuộc đông tứ mệnh, hợp được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Canh Tý sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì tròn vào tháng Vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Sửu nữ mạng xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch Vượng Long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Đinh Sửu đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích cát hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 cả nam mạng và nữ mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Và hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.